Nếu thích game online, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh mới này của XTV bọn mình nhé. Mai Anh và cậu Vàng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đấu trường công lý, khắc nghiệt và đẫm máu, nhưng trong những chết chóc và u ám đó vẫn luôn nảy sinh những hy vọng về một cuộc sống tốt hơn, về những mối tình giữa những chiến binh đơn độc. Nhưng tình yêu đôi khi chẳng phải một màu hồng, những chuyện tình luôn gặp những sóng gió đẩy đưa mà điển hình nhất là Người Thứ Ba. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với top 6 chuyện tình tay ba gây tranh cãi nhất Liên Minh Huyền Thoại. Yasuo, Riven, Zack. Lang thang trên khắp những nẻo đường với sự cô độc được gây ra bởi những sai lầm chết chóc của bản thân, Yasuo, Riven, Zack vẫn không ngừng trách cứ bản thân về những giây phút bất cẩn đã đẩy cuộc đời mình vào tăm tối. Yasuo và Riven là một cặp, chẳng thấy truyền thuyết nào kể về chuyện đó, nhưng dân tình vẫn cứ thích ship cặp đôi này với nhau bởi họ quá đẹp đôi từ phong cách cho đến cốt truyện và đặc biệt là cả hai sở hữu phong tuyệt kỹ. Tuy nhiên, họ còn ship cả Zack với Riven và tạo thành một câu chuyện tình tay ba vô cùng rắc rối trong game. Tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau để phải lang bạt ngay trên mảnh đất mình từng sinh ra hoặc xa xứ, nhưng Yasuo, Riven, Zack vẫn có một điểm chung, bị chính đồng hương của mình truy đuổi. Riven dành cả cuộc đời mình để trung thành tuyệt đối với quê hương Noxus. Cô rèn luyện bản thân và cố gắng không ngừng nghỉ cho những nhiệm vụ dù là khó khăn nhất mà chưa từng hoài nghi về tính khát máu hay nhận tâm trong đó. Cuộc đời của Riven gắn với những cuộc chiến khốc liệt, những vết thương mà cô tự hào được khắc lên mình vì sự trung thành với tổ quốc. Riven mồ côi từ nhỏ, cô lớn lên bằng sức mạnh thể chất và ý chí chiến đấu bạo tàn trên một vùng đất cằn cỗi. Nhưng rồi, Noxus đã dìm chết một nữ tướng trung thành nhất của đế chế độc tài. May mắn thay, thứ mà Noxus trao tặng để Riven hoàn thành nhiệm vụ lại bảo vệ cô trong giây phút bị quê hương chối bỏ. Những viên hắc thạch được đính trên cây đao khổng lồ đã tạo nên một màng kết giới bảo vệ Riven trong khi những người đồng đội và người Ionia đang dần cụp xuống. Bị quê hương phản bội, Riven chẳng còn chỗ nào để đi, cô lang thang mãi trên vùng đất Ionia với nỗi bi thương và hối hận vô vàn. Yasuo cũng như Riven luôn muốn cống hiến thân mình cho quê hương, nhưng anh lại bị chính đồng đội nghi ngờ, người anh ruột duy nhất truy đuổi. Giờ, anh là kẻ trốn chạy trên mảnh đất Ionia tan hoang vì chiến tranh, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào dẫn anh tới chỗ thủ phạm. Trong lúc đó, anh vẫn bị những đồng đội săn đuổi, dồn vào những trận chiến sinh tử. Và khác với Riven cũng như Yasuo, Zack chỉ là một sinh vật được tạo ra từ những mưu đồ ghê gớm của Zaun. Nhờ sự dạy dỗ từ tấm lòng chân ái của cha mẹ nuôi, Zack hiền hòa và hướng thiện. Ẩn trong Zack là một sức mạnh kinh hồn mà trong một phút không kiềm chế có thể thổi bay cả hàng chục căn nhà và đè bẹp rất nhiều người. Zack không hề biết đến sức mạnh của mình cho đến lúc cha mẹ nuôi bị sát hại và kể từ đó hắn lang thang trên khắp nẻo thông qua những đường ống nước, thi thoảng lại trồi lên làm vài việc tốt. Luôn muốn cống hiến cho cuộc đời, cho những gì mà mình kỳ vọng và hướng đến. Thế nhưng, cả ba đều bị lòng tham và sự ích kỷ của con người vùi dập. Là phận nữ nhi lại mang trong người sự hối hận vô hạn. Riven hẳn cũng có lúc yếu mềm và cô độc đến tận cùng. Đó là lý do mà mọi người gán ghép cô với Yasuo và Zack, hai người đàn ông cũng có chung nỗi đau. Một Yasuo lãng tử, ngạo nghễ và quyết đoán với một Zack hiền hòa và tử tế. Liệu Riven sẽ chọn ai đây? Teemo, Tristana, Rumble. Là những thành viên tinh nhuệ trong quân đội của Yudo, Teemo, Tristana, Rumble có nhiều thời gian để gặp mặt và hiểu nhau hơn. Dù bình thường luôn là những người hiền hòa, không thích va chạm và đôi khi còn ham vui như trẻ con, nhưng khi xung trận, bộ ba này luôn là những chiến binh dũng cảm và thiện chiến nhất. Chẳng gì có thể ngăn cản họ càn quét để giữ lấy bình yên cho quê nhà. Nghe đồn rằng Teemo nhút nhát lại là người chủ động lân la đến đòi làm quen với Tristana sau quãng thời gian phát sinh tình cảm lúc đồng hành cùng nhau trong những chiến dịch nguy hiểm. Thế nhưng, dường như cô nàng Tristana vẫn chỉ đam mê công việc và chẳng đoái hoài gì đến tình cảm của cậu bạn hiền lành bên cạnh mình. Dù rằng Teemo luôn dành cho cô những lời nói ngọt ngào, chất đầy tình cảm chân thành, Tristana vẫn cứng rắn xếp anh chàng vào friend zone không chút ngần ngại mặc dù vẫn dành những lời có cánh ở phần tiểu sử. Cũng si tình, nhưng cách biểu hiện của Rumble lại khác, không hiền lành, chân thật và ăn chắc mặc bền như Teemo. Rumble với tính khí nóng nảy của mình luôn tấn công mạnh mẽ và có đôi chút tỏ vẻ sự kiêu ngạo cũng như tự tin thái quá. Không chỉ đặt tên cỗ máy phun lửa của mình là Tristy, những lúc ở cạnh Tristana, Rumble luôn có những câu tán tỉnh đậm chất playboy, đặc biệt là khi khoác lên mình skin siêu nhân thiên hà như cùng chơi pháo hoa nào, bé yêu, hay
giờ thì em thấy thích tôi rồi chứ, Tristana. Mặc cho hai anh chàng cứ thoa sức tán tỉnh, Tristana vẫn cứ nhẹ nhàng đặt họ trong khu vực friend zone lạnh lẽo. Có lẽ phải kiên trì hơn nữa thì hai anh chàng này mới có thể chạm đến trái tim của người đẹp Tristana. Ezreal, Lux, Silas. Chuyện tình giữa Ezreal và Lux được người hâm mộ kể lể đã ngót nghét gần 10 năm kể từ ngày ra mắt. Một bên là nhà thám hiểm nổi tiếng được mọi người nể phục, một bên là tiểu thư danh giá và thánh thiện của gia tộc vĩ đại Crowgut, cả hai xứng đôi đến vẹn toàn. Chuyện tình của hai người được xác nhận qua loạt chuyện nhà thám hiểm Ezreal khám phá một bí ẩn cổ xưa ở Runeterra. Ngoài những hình ảnh liên quan đến Aatrox được tìm thấy rải rác khắp nơi, còn có một hình ảnh Lux và Ezreal đang đi chơi cùng nhau. Điều đó còn được thể hiện rõ ràng hơn qua đoạn thoại ấp úng của Ezreal. Thì đừng quan tâm đến bức vẽ của tôi và người nào đấy, chẳng có gì quan trọng đâu mà. Tôi không cố ý để lộ ra như thế này đâu, tôi sẽ giấu đi chỗ khác liền. Giọng nói đầy ngượng ngùng và lắp bắp của một chàng trai mới lớn khi bị người khác phát hiện ra tình cảm thật chẳng lẫn đi đâu được. Tưởng chừng như đây sẽ là câu chuyện tình lãng mạn và ít sóng gió nhất Liên minh huyền thoại. Thế nhưng khi Silas xuất hiện, mối quan hệ này lại trở thành câu chuyện tình tay ba khó hiểu và phức tạp nhất. Silas vốn là một tên pháp sư tù binh được cai quản và giam giữ bởi gia tộc Crowgut. Lux khi đó đang là thành viên của Hội Ánh Sáng, ghé thăm và rồi lòng nhân hậu cùng sự tò mò về phép thuật của cô đã giúp cô thân thiết với Silas. Chẳng biết cô có tình ý với hắn không hay chỉ tò mò về những thứ mà hắn cho cô biết về phép thuật mà Lux sẵn lòng đưa cho Silas những cuốn sách về kháng ma thạch và đỉnh điểm là quyển cấm chương vô tình giúp hắn thoát khỏi nhà ngục. Silas với tất cả nỗi phẫn uất của mình giết hết tất cả những kẻ đã giam cầm và phỉ nhổ hắn, trừ Lux. Mối quan hệ giữa Lux và Silas trở nên khá phức tạp khi không thể đoán Silas có tình cảm đặc biệt với Lux không hay chỉ lợi dụng cô tiểu thư ngây thơ tốt bụng. Còn Lux thì khá dễ đoán vì Silas có cùng chung sở thích về ma pháp. Người hâm mộ lại lo lắng ngược lại cho Ezreal bởi sau bao năm, anh đang là nam chính đam mỹ, Tariq, Ezreal, Lux giờ lại đang có nguy cơ trở thành nam phụ ngôn tình trong chuyện tình tay ba Ezreal, Lux, Silas. Saya, Rakan, Kaisa. Chuyện tình siêu đẹp đôi và đáng ghen tị nhất Liên minh huyền thoại chắc chắn thuộc về cặp đôi Saya, Rakan. Họ được ra mắt cùng nhau, có tương tác in-game cùng nhau, luôn nhận được những bộ skin đôi vô cùng ngọt ngào. Cứ mỗi lần cặp đôi này đi chung, chẳng cần biết đang đi hẹn hò hay đang xung trận, cả hai vẫn vô tư buông những lời tán tỉnh như thế giới chỉ có hai người. Tưởng chừng như chẳng ai xen được vào cặp đôi hạnh phúc nhất của đất này thì bộ skin chung kết thế giới 2018 của Invictus Gaming lại dám một cú chia cắt động trời vào mối tình của họ bằng cách cho Rakan và Kai'Sa là bộ đôi đường dưới có chung skin, còn Saya thì bị ra rìa. Cộng đồng Liên minh huyền thoại thế giới đã vô cùng bất ngờ với quyết định này của Riot bởi họ đã từng tuyên bố Rakan và Saya sẽ luôn luôn có skin đôi và điều này vẫn đang đúng ở thời điểm hiện tại. Họ đã thể hiện sự lo lắng về việc Rakan sẽ bị đánh ghen tơi tả với tưởng tượng về hình nền Rakan, Kai'Sa đang tình tứ với nhau trong khi Saya đang ghen bốc khói ở phía sau. Họ cũng đã bỏ nhiều công sức để thiết kế Invictus Gaming Saya để cùng đồng hành với anh yêu, nhưng dường như những nỗ lực này vẫn chưa đủ thiết tha để Riot cân nhắc và cô nàng Saya vẫn đang ngậm ngùi bị thất sủng. Rengar, Nidalee, Nico. Thú săn mồi kiêu hãnh và nữ thợ săn hóa thú là một sự kết hợp không thể tuyệt vời hơn. Sinh sống trong rừng rậm và cùng săn mồi như nhau giữa Nidalee và Rengar có một sự thấu hiểu và đồng điệu hơn bao giờ hết. Rengar hung bạo nhưng điềm tĩnh và lạnh lùng, Nidalee dứt khoát và mạnh mẽ. Hai cá tính ấy lại hợp nhau đến lạ kỳ để người hâm mộ thỏa sức đồn đoán về những chuyện tình mà họ chưa từng công khai trên trang cá nhân cùng nhau. Nhất cự ly, nhì tốc độ, cả hai thứ đó Rengar đều có cả, vậy thì có nghi ngờ gì về mối quan hệ của họ nữa chứ? Mặc dù Riot Games chưa hề lên tiếng xác nhận về mối quan hệ này, nhưng người hâm mộ đã ship nhiệt tình qua rất nhiều bức tranh tình bể bình trên các diễn đàn lớn. Đặc biệt, người hâm mộ còn phỏng đoán sợi dây chuyền răng nanh trên cổ của Nidalee là vật đính ước mà Rengar tặng cô, bởi trong game, Rengar luôn mải miết thu thập những chiếc răng nanh trong những chuyến đi săn của mình.
Nhưng rồi chuyện tình này lại trở nên rắc rối hơn khi Matt Dunn, cha đẻ của Nicole và cũng là nhà thiết kế tướng của Riot, lên tiếng xác nhận rằng Nicole là lesbian và có tình cảm đặc biệt với Nidalee. Nicole yêu thầm Nidalee và đây là một tình yêu đơn phương chưa bao giờ được hồi đáp. Mỗi khi Nicole và Nidalee đứng gần nhau, Nicole lại có những câu thoại trìu mến với crush của mình. Chúng ta có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Dù chủ động hơn Rengar nhiều, nhưng có vẻ như cộng đồng vẫn cứ thích ship Rengar và Nidalee hơn là Nicole. Thật tội nghiệp cho cô nàng, cứ phải ôm mãi mối tình đơn phương, chưa biết lúc nào sẽ được hồi đáp. Syndra, Zed, Shen. Bao trùm lên Zed và Syndra là một màu đen tuyền lẫn tím ngắt huyền ảo, màu của uất hận và đau thương. Cả hai đã từng đau khổ khi người thầy đáng tin tưởng nhất lại là người chưa từng hiểu về nỗi đau mà mình chịu đựng khi mang trong người những loại phép thuật không mong muốn. Sự uất hận và căm phẫn với cả thế giới này khiến Zed và Syndra nhận tâm giết chết người thầy của mình và rồi độc hành trên cuộc sống đầy tham lam và toan tính tội lỗi. Trong khi Zed, chúa tể bóng tối, tìm cách lấy lại bản ngã cho mình và cứu lấy những thứ mình coi trọng, Syndra lại cô độc khi chẳng có lấy ai ở bên hiểu rõ và bảo bọc cho cô. Chính những điểm tương đồng đó đã khiến Syndra và Zed là một cặp đôi bóng tối cực kỳ hợp và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ. Thậm chí họ còn vẽ cả một bộ truyện hay làm clip về tình yêu của cặp đôi này. Thế nhưng lại rộ lên một tin đồn, thật ra Zed ra tay sát hại sư phụ của mình và cũng chính là cha của Shen vì ông đã phát hiện ra mối tình cảm bất thường này và ra sức ngăn cản. Ngoài ra, sư phụ cũng đe dọa sẽ công khai giới tính bất thường của Zed đến toàn bộ các môn đồ trong giới. Do đó, khi bị ngăn cản quyết liệt và có nguy cơ vỡ bóng, Zed đã dường như phát điên xuống tay hạ sát sư phụ nhằm bịt đầu mối cũng như có thể tiếp tục mối tình dấu ăn với Shen. Thậm chí trước đó, Riot Blaustoise đã đăng một tweet nói về được cập nhật sắp tới của Zed khiến cho ai cũng phải sực sốt. Người chơi nghi ngờ rằng Zed thực sự là một cô gái, vì vậy hãy công bố trước khi mọi thứ trở nên không thể kiểm soát. Cập nhật cốt truyện, Zed giờ đây là một cô gái. Chắc chắn sẽ thật thú vị khi bất ngờ Zed và Shen lại là một cặp đam mỹ và cho cô nàng Syndra ra rìa. Vậy bạn thích chuyện tình tay ba nào nhất trong Liên minh huyền thoại? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!